Ký ức đường Trường Sơn, tác giả Lưu Trọng Lân, giọng đọc Hải Yến, số 10. Tối 31 tháng 12 năm 1964, Cục Đối ngoại Chính phủ tổ chức chúc mừng năm mới với sự có mặt của tất cả các vị đại sứ các nước và nhiều chuyên gia bạn cùng nhiều khách mời về phía Việt Nam. Nghe tin có Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự, nhiều người chen nhau ra cổng chính, hy vọng được đón bác ngay từ đầu. Không lọt được vào phía cổng, tôi đành tìm chỗ đứng ở gần khu trung tâm, nơi đã có các ông bà đại sứ đứng đợi. Đã đến giờ, không thấy ô tô bác đến, những người đứng phía cổng chính bắt đầu sốt ruột. Không ngờ, chắc là do yêu cầu của công tác bảo vệ, xe chở bác lại vào lối khác. Bác xuống xe, bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng mọi người. Tôi quay lại, nhìn thấy bác đi vào, gần quá, rõ quá. Hôm nay, bác mặc bộ đồ kaki màu nhạt, chỉ khác là chân đi giày da, tác phong của người vẫn thật gần gũi, cởi mở. Bác lần lượt bắt tay các đại sứ, các chuyên gia và phu nhân. Bác tươi cười nói chuyện với người này, người khác không qua phiên dịch. Tôi cảm nhận trên gương mặt các ông bà đại sứ, các chuyên gia đều ánh lên nét hân hoan vui sướng khi được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lời chúc mừng năm mới, tiếng vỗ tay nổi lên kéo dài, rồi bác lại hòa vào đám đông, tiếp tục bắt tay chúc mừng. Khi bác lên xe ra về, nhiều người còn bâng khuâng luyến tiếc vì không được gần bác thêm nữa. Riêng tôi, mỗi lần được gặp bác, nhìn thấy bác đều để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Và đó cũng là những giây phút hạnh phúc nhất trong đời tôi. Ngày mùng 3 tháng 9 năm 1969, lúc đó đơn vị tôi đóng ở Hà Nội. Được tin bác mất, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị tôi ai nấy đều rưng lệ. Lắng nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Hà Nội truyền đi những câu thơ rung động lòng người của Tố Hữu càng làm cho chúng tôi thương nhớ bác khôn nguôi. Bác đã đi rồi sao bác ơi, mùa thu đang đẹp nắng xanh trời, miền Nam đang thắng mơ ngày hội, rước bác vào thăm thấy bác cười. Ba ngày trước hôm làm lễ quốc tang truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa trong dòng người bất tận và trong tiếng khóc nức nở xé lòng của các mẹ, các chị, các em, tôi bước vào hội trường Ba Đình viếng bác. Trong chiếc quan tài bằng pha lê, bác nằm như đang ngủ, đôi dép lốp đơn sơ đặt dưới chân người. Thấm thoát đã hơn 2 năm, đêm nay giữa núi rừng Trường Sơn, trên con đường mang tên bác, những người lính chúng con đang nhớ đến bác, hát về bác với tất cả nỗi lòng kính yêu vô hạn. Cuộc chiến đấu đầy hy sinh gian khổ vẫn còn tiếp diễn, đang chờ chúng con. Nhưng dù cho khó khăn quyết liệt đến mấy, chúng con cũng xin nguyện sinh tử cùng với con đường mang tên bác để mạch máu nối liền Nam Bắc không một ngày ngừng chảy, để cho miền Nam thân yêu mau được giải phóng hoàn toàn. Đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình. Sau gần một đêm hành quân vất vả, tôi cùng một anh bạn đồng hành ngủ thiếp đi trên chiếc giường tre trong căn nhà nhỏ nửa chìm của anh chị Thón ở một xóm nhỏ ven đường 15 gần ngã ba Vạn Ninh, lối rẽ lên đường 10. Sáng ra, tôi bỗng giật mình thức giấc vì tiếng gọi thất thanh của một em bé. Các chú bộ đội ơi, xuống hầm đi, máy bay! Tiếp theo là tiếng gầm rú của bầy máy bay phản lực Mỹ. Như một phản xạ tự nhiên, chúng tôi lăn người xuống đất rồi lao vào một cửa hầm bên vách nhà. 2 loạt bom nổ, mái nhà tranh trên đầu chúng tôi bị bóc đi một mảng lớn. Tiếp sau là 2 loạt bom bi, thôn xóm yên lành với những căn nhà tranh nhỏ bé phút chốc chìm ngập trong lửa cháy và khói bom mù mịt. Trong tiếng máy bay xa dần,
tôi bỗng nghe từ hầm bên cạnh vang lên tiếng kêu đứt quãng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Hai chúng tôi vọt ra khỏi nơi trú ẩn, chạy sang. Một cảnh tượng thương tâm bày ra trước mắt. Bé Trung, đứa con trai chừng 8 tuổi của chị Thón, mình Trần, đang quằn quại trong đau đớn. Xem qua một lượt, chúng tôi cảm thấy vô cùng bối rối bởi vì không biết phải băng bó chỗ nào. Một quả bom bi rơi trúng miệng hầm. Những viên bi độc ác bắn thủng khắp người em, từ hàng chục vết thương lỗ chỗ trên đầu, mặt và toàn thân em bé. Những dòng máu tươi ứa ra tràn lênh láng. Lòng tôi đau như cắt. Bé Trung đã cứu sống chúng tôi, nhưng chính em lại không thoát được bàn tay giết người của giặc Mỹ. Sáng sớm hôm nay, khi vác quốc đi làm, có ý để chúng tôi ngủ thêm lấy sức hành quân tiếp, anh chị Thón đã để bé Trung ở nhà với mấy củ khoai lang trong rổ, cùng lời dặn. Khi mô có máy bay, phải chạy ngay xuống hầm và nhớ kêu mấy chú bộ đội nghe con. Vậy mà. Đêm ấy, theo kế hoạch, chúng tôi tiếp tục lên đường, nhưng với cõi lòng nặng trĩu. Tiếng gọi, các chú bộ đội ơi, xuống hầm đi. Và tiếng khóc xé lòng của người mẹ ôm xác con trên tay đã khắc sâu trong trái tim, một nỗi đau không bao giờ nguôi. Tôi bắt đầu bằng câu chuyện có thật trên đây để tiếp theo xin được giới thiệu đôi nét về đường Hồ Chí Minh trên đất Quảng Bình, quê tôi. Ngày 16 tháng 12 năm 1963, khi vào thăm đồng bào Quảng Bình, Vĩnh Linh, Bác Hồ đã nói: nếu kẻ địch gây ra chiến tranh đối với miền Bắc thì Quảng Bình, Vĩnh Linh là nơi đụng đầu trước hết. Quân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh phải bảo đảm đánh thắng chúng trước hết. Tư liệu những sự kiện trong chiến tranh chống Mỹ trên đất Quảng Bình 1954-1975 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Thực tế đã diễn ra như thế nào? Ngày 5 tháng 8 năm 1964, khi đế quốc Mỹ bất ngờ cho 64 máy bay từ hai hàng không mẫu hạm Ticon Dragon và Constellation vào ném bom nhiều nơi trên miền Bắc, thì chính Quảng Bình là nơi diễn ra trận đánh đầu tiên. 8 chiếc máy bay A-4D ném bom cảnh danh và mũi ròn cùng đợt với 8 chiếc khác đánh Vinh, Bến Thủy. Quảng Bình cũng là nơi đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ. Một chiếc A-4D cắm đầu xuống biển cùng lúc với Vinh, Bến Thủy bắn rơi 2 chiếc khác. Sang đầu năm 1964, cùng với việc ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam nước ta, đế quốc Mỹ đã tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân đối với miền Bắc. Trong 2 ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 2 năm 1965, Mỹ đã mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại đẫm máu và kéo dài ấy bằng những cuộc dội bom xuống Đồng Hới và Vịt Thu Lu của Quảng Bình, Hồ Xá của Vĩnh Linh. Trong 2 ngày đó, quân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh đánh giỏi thắng lớn, bắn rơi 8 máy bay Mỹ. Thế là, đúng như lời Bác Hồ dự báo, trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ với miền Bắc, Quảng Bình, Vĩnh Linh đã là nơi đụng đầu trước hết, quân dân Quảng Bình, Vĩnh Linh đã đánh thắng chúng trước hết. Quay lại thời điểm tháng 1 năm 1959, từ máu lửa sục sôi của cách mạng miền Nam, Đảng ta đã cho ra đời một văn kiện lịch sử, đó là Nghị quyết 15, nghị quyết của Trung ương Đảng chỉ rõ phương pháp chiến lược mới của cách mạng miền Nam nước ta là đấu tranh vũ trang kết hợp đấu tranh chính trị nhằm giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, tiến tới hòa bình, thống nhất nước nhà. Thực hiện chủ trương chiến lược nói trên, ngày 19 tháng 5 năm 1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã quyết định thành lập Đoàn 559 với nhiệm vụ mở đường giao liên, mở đường vận tải quân sự để chi viện sức người sức của cho cách mạng miền Nam. Những cán bộ, chiến sĩ tiên phong của Đoàn 559 đã lấy Khe Hó thuộc huyện Vĩnh Linh làm căn cứ đầu tiên. Nhưng chỉ ít lâu sau, họ đã chuyển sang địa điểm mới, đó là làng Ho, thuộc huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, một thung lũng rộng, có nhiều điều kiện thuận lợi hơn để làm bàn đạp cho nhiệm vụ mở đường.
Từ khe hó của Vĩnh Linh, làng ho của Quảng Bình, những chuyến gùi thồ đầu tiên mang gạo muối, súng đạn tiếp tế cho chị Thiên và khu 5, cùng những chuyến giao liên đưa cán bộ, bộ đội vào ra và chuyển thương binh từ Nam ra Bắc, góp phần thúc đẩy cách mạng miền Nam đi lên. Cách mạng miền Nam càng phát triển, quân dân miền Nam càng cần có vũ khí, đạn dược, lương thực, thuốc men. Không thể nhờ mãi vào đôi chân, đôi vai và những chiếc xe đạp thổ nhỏ bé, đã đến lúc phải vận chuyển hàng bằng ô tô, phải cơ giới hóa đường chi viện chiến lược. Để có một tầm bao quát trên thực địa, hướng tới việc thiết lập một hệ thống giao thông vận tải quân sự trên tuyến 559, vào một ngày cuối tháng 2 năm 1960, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã cùng Bí thư Tỉnh ủy và Trưởng ty Giao thông Quảng Bình bằng máy bay lên thẳng, bay khảo sát một vòng từ Đồng Hới lên làng Ho, dọc theo Trường Sơn, ra tận Tuyên Hóa, rồi quay trở lại Đồng Hới. Từ đây, nhiệm vụ xây dựng hệ thống đường ô tô vận tải quân sự được tổ chức thực hiện hết sức khẩn trương. Bộ Giao thông cùng với tỉnh Quảng Bình và đoàn 559 đã phối hợp thành lập hàng chục công trường, gồm hàng ngàn thanh niên nam nữ, con em của 6 huyện thuộc Quảng Bình, để gấp rút mở những đường lớn. Trước tiên là con đường từ Thạch Bàn qua Vịt Thu Lu lên làng Ho, về sau gọi là đường 16. Tiếp theo là củng cố, sửa chữa, mở rộng đường 15 từ Khe Ve, Đá Đẽo, vào đến Thác Cóc, Bến Quang. Tháng 5 năm ấy, cũng tại Quảng Bình, sau khi đến thăm và biểu dương các lực lượng làm đường, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: để đảm bảo sự chi viện với mức độ ngày càng tăng cho miền Nam, chúng ta nhất quyết phải có đường ô tô vận tải quân sự phía bên kia Trường Sơn, nhất thiết phải có những con đường lớn vượt Trường Sơn qua phía Tây. Công trường 12A được thành lập để củng cố đoạn đường từ Khe Ve đến đèo Mụ Dạ. Sau đó, được sự chấp nhận của bạn Lào thông qua một văn bản hiệp định, chúng ta thành lập thêm công trường 129 để làm tiếp con đường từ Mụ Dạ đến ngã ba Lằng Khằng. Không khí lao động trên công trường làm đường rất sôi nổi, đâu đâu cũng mọc lên những khẩu hiệu nói lên quyết tâm của nhân dân, của Quảng Bình, của các chiến sĩ công binh và thanh niên xung phong đoàn 559. Một người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, tất cả cho tiền tuyến, tất cả vì miền Nam thân yêu. Do vị trí đặc biệt của mình trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cùng với Vĩnh Linh, Quảng Bình đã trở thành hậu phương trực tiếp của miền Nam. Nếu tính riêng hai cuộc chiến tranh phá hoại thì Quảng Bình là tỉnh đi trước về sau, cũng là tỉnh chịu đựng nhiều nhất sức nặng của cuộc chiến tranh ngăn chặn hủy diệt hết sức tàn bạo của Mỹ nhằm bóp nghẹt cái nơi mà chúng gọi là yết hầu, cổ trai, cán song, chỗ hẹp nhất trên bản đồ đất nước. Sau khi đoàn 559 thành lập, rồi Bộ Tư lệnh Trường Sơn ra đời, Quảng Bình trở thành căn cứ chủ yếu của tuyến chi viện chiến lược, là xuất phát điểm của hầu hết các con đường vượt từ Đông sang Tây. Từ những chuyến giao liên và giao hàng nhỏ lẻ của thời kỳ gùi thồ, cho đến những binh đoàn lớn điệp trùng ra trận trong mùa xuân 1975. Tất cả đều đến đây, qua đây, dừng chân ở đây và từ đây xuất phát. Nhìn lên tấm bản đồ tổng thể của đường Hồ Chí Minh chạy dài từ Hương Khê, Hà Tĩnh đến Đồng Xoài, Sông Bé, ở khu vực Quảng Bình ta thấy chi chít những đường dọc, đường ngang. Các tuyến dọc có quốc lộ 1A từ đèo ngang đến Hạ Cờ, quốc lộ 15A từ Khe Ve đến Thác Cốc. Đó là chưa kể các con đường tránh 22A, 22B ở huyện Quảng Trạch và rất nhiều đường nhánh khác ở phía nam sông Danh. Các tuyến ngang qua địa bàn Quảng Bình, một phần tiếp qua Vĩnh Linh hoặc sang phía tây bên đất bạn, có đường 12A từ Khe Ve đến đèo Mụ Dạ, xuôi xuống ngã ba Lằng Khằng. Tiếp theo là những con đường dọc 128, 129 đi về phía nam. Đường 20 còn gọi là đường Quyết Thắng, từ Phong Nha đến ngã ba Lùm Bùm.
đường 10 từ ngã ba Áng Sơn đến ngã ba Dân Chủ, đường 18 một nhánh tách ra từ km 32 đường 20 vào đến Sepol, đường 16 còn gọi là đường Thống Nhất từ ngã ba Thạch Bàn qua làng Ho, qua ngã ba Dân Chủ vào tận Bản Đông. Đây là tuyến đường vượt khẩu chủ yếu của toàn hệ thống đường Hồ Chí Minh. Ngoài đường bộ, trên đất Quảng Bình còn có đường vận tải trên biển, trên sông. Chính từ cảng Thanh Khê, một phân đội thuyền chở vũ khí của tập đoàn đánh cá Sông Danh đã rời bến vào Nam. Đó là đơn vị đầu tiên mở đường cho tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển. Tiếc thay, giữa đường gặp bão lớn, chuyến đi không thành. Quảng Bình còn huy động hàng trăm tàu thuyền, ngày đêm vượt đạn bom ngăn chặn, ngược xuôi các dòng sông Danh, sông Son, sông Ròn, sông Nhật Lệ, sông Long Đại, sông Kiến Giang để vận chuyển hàng cho đoàn 559. Về đường không, từ năm 1960, một cầu hàng không đã được thành lập, nối Đồng Hới với làng Ho bằng những chiếc máy bay An 2 nhỏ bé, tạo chân hàng cho các đơn vị vận tải gùi thồ vượt thác. Đến tháng 4 năm 1961, có thêm một cầu hàng không khác từ Đồng Hới đến Thà Khống, Nam Lào, để phục vụ cho chiến dịch mở rộng vùng giải phóng của bạn Lào ở Tây Trường Sơn. Lại có cả những cánh bay MiG-17 xuất kích từ sân bay dã chiến Khe Gát ở huyện Bố Trạch ngày 19 tháng 4 năm 1972 đã lập công đánh trọng thương tàu khu trục Mỹ. Ngoài đường bộ, đường thủy, đường không, đi qua Quảng Bình còn có một tuyến đường đặc biệt, cũng là đường thủy, nhưng là nước mà không phải sông, là đường mà có nước bên trong, đó là đường ống. Quảng Bình được giao nhiệm vụ góp phần xây dựng và bảo vệ tuyến đường ống vận chuyển xăng dầu từ Bắc vào Nam theo các trục đường 12A, đường 10, đường 18, vượt đỉnh Trường Sơn, tỏa đi các hướng chiến trường. Để góp phần bảo vệ tuyến chi viện chiến lược, phối hợp với lực lượng phòng không của đoàn 559 và quân chủng phòng không không quân, Quảng Bình có những đơn vị súng, pháo cao xạ chiến đấu giỏi và kiên cường. Từ những trận đánh mở đầu thắng lợi đến cả quá trình chiến đấu quyết liệt chống lại hai cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất và lần thứ hai của Mỹ, các lực lượng phòng không tại Quảng Bình có cả bộ đội tên lửa đã hiệp đồng chặt chẽ với nhau, vững vàng bám trụ trên hầu hết các trọng điểm nổi tiếng nhất. Họ đã bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, bảo vệ từng chiếc cầu phà, từng đoạn đường sung yếu, góp phần giữ vững mạch máu giao thông thông suốt cho những đoàn xe không ngừng chảy về Nam trong suốt 10 năm. Con số 704 máy bay Mỹ bị quân dân Quảng Bình bắn rơi trong hai cuộc chiến tranh phá hoại là một dẫn chứng thật hùng hồn. Cùng với mạng lưới đường xá giao thông và lực lượng bảo vệ giao thông như trên, còn có một hệ thống gồm các căn cứ cơ quan đầu não, các chiến sĩ hậu cần, quân y, kho tàng các binh trạm của đoàn 559, phần lớn được bố trí cất giấu trên khắp các địa phương của Quảng Bình. Về căn cứ và cơ quan đầu não, có căn cứ đoàn 559 ở làng Ho, có sở chỉ huy bộ tư lệnh Trường Sơn ở Hòa Tiến, ở Xuân Ninh, Hiền Ninh, chính sở chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971 cũng đặt tại núi An Mã trong địa phận Quảng Bình. Về kho tàng, có những tổng kho lớn ở Hóa Tiến thuộc huyện Tuyên Hóa, Phong Nha thuộc huyện Bố Trạch, Xuân Bồ thuộc huyện Lệ Thủy, còn có những kho trung chuyển ở Rào Đá, Rào Trù, cùng hàng trăm chân hàng trên các bến bãi ven đồi ven núi, trong những rừng cao su cạnh các xóm làng, lại thêm hàng ngàn kho nhỏ lẻ giấu trong các đền chùa hoặc gửi trong nhà dân, hoàn toàn ký thác cho dân. Nhà dân là kho hàng, gia chủ là thủ kho. Nhưng hàng của nhà nước, của quân đội không hề mất mát. Khẩu hiệu của dân Quảng Bình là cho không lấy, thấy không xin, của công giữ gìn, của rơi trả lại. Hàng ta, ta quý ta yêu, hàng ra tiền tuyến, hàng tiêu diệt thù.
Nhân dân Quảng Bình coi việc bảo vệ tuyến đường chi viện cho miền Nam là nhiệm vụ đầu tiên, là tình cảm thiêng liêng của mỗi người. Phong trào xe chưa qua, nhà không tiếc bắt nguồn từ xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch. Để cứu một xe chở hàng bị sa lầy, đằng sau là cả một đoàn xe đang ùn lại, mẹ Choàng đã cho dân quân xã phá dỡ ngôi nhà thân yêu của mình để lấy gạch ngói, cột kèo, lát đường cho xe qua. Khẩu hiệu đường chưa thông, không tiếc máu tiếc xương được nhân dân Quảng Bình thể hiện khắp nơi, trên mọi nẻo đường, trên mỗi dòng sông bến nước, ở bất cứ xóm thôn nào, trong những cánh rừng và cả ngoài khơi biển rộng. Điển hình nhất là sự kiện xảy ra vào một đêm tháng 6 năm 1972. Đoạn đường ngầm ở Hói Hạ, bờ nam sông Danh, bị bom phá hỏng. Nhân dân các xã lân cận đã được huy động cùng thanh niên xung phong của đoàn 559 ra sửa gấp. Máy bay Mỹ lại đến dội bom. 48 người dân quê tôi cùng 40 thanh niên xung phong nam nữ quê Hà Tây đã ngã xuống. Nhưng hàng trăm người khác ngay đêm sau lại xông ra lấp bằng các hố bom san phẳng mặt ngầm, rồi làm cọc tiêu hướng dẫn cho các đoàn xe vượt ngầm tiếp tục vào phục vụ chiến dịch trị thiên. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.